hai vợ chồng dạo chơi ở công viên. Họ đến bên chiếc đu quay. Ông chồng nói, đừng ngồi lên đu quay em ạ. À. Váy ngắn sẽ rõ cả quần lót đấy. Dạ vâng. Người chồng đi mua kem. Lúc quay lại đã thấy vợ ngồi trên đu quay. Anh ta vội la tướng lên. Em ngồi lên đó làm gì? Anh đã bảo rồi, sẽ lộ cả quần lót ra đấy. Cô vợ ở gào to cho chồng nghe thấy. Anh đừng có lo, quần lót em đã cởi ra rồi. Tèo bị bệnh nặng nên phải nằm viện gần nửa tháng để điều trị. Một hôm, Tèo đang thiêu thiêu ngủ thì cô y tá đẩy cửa, cầm kim tiêm xông thẳng về phía giường của anh. Tèo hốt hoảng hỏi, cô định làm gì thế? Cô y tá cười tươi, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tới giờ tiêm thuốc cho anh rồi. Tèo thở phào, nhưng rồi bất chợt nghĩ ra điều gì đó, liền xanh mặt hỏi, nhưng chẳng phải bình thường đến 7 giờ tối mới tiêm hay sao? Bây giờ mới 5 giờ thôi mà. Cô y tá gãi đầu, vâng, đúng là 7 giờ mới đến giờ tiêm thuốc, nhưng hôm nay tôi muốn tiêm sớm để mấy con vi khuẩn bất ngờ không kịp đề phòng ấy mà. Chú cá sợ cảm lạnh. Hai con cá nói chuyện với nhau. Rất may, tụi mình là loài không chân. Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu tính xem, ngâm cả ngày trong nước lạnh thế này, nếu có chân thì chúng ta sẽ cảm lạnh mất thôi. Trong lớp học, thầy giáo, Nam lên trả bài. Nam đứng dậy, dạ thưa thầy, em không thuộc bài ạ. Thầy hỏi, tại sao vậy? Do em lười không học bài đúng không? Nam đáp, dạ thưa thầy, tại hôm nay thầy dặn kiểm tra giấy mà. Đang ăn kiêng, một cậu bé mũm mĩm đi vào cửa hàng bánh và yêu cầu chi tiết. Cho tôi hai cái bánh ngọt có phủ 4 thìa kem, siro dâu và nhiều hạnh nhân nhé. Người bán hàng hỏi thêm, bé có muốn thêm anh đào không? Cậu bé vội đáp, dạ không ạ, cháu đang ăn kiêng ạ. Giải quyết nỗi buồn, Triệu Vân qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cả luống cuống làm cái gì đó. Triệu Vân mới hỏi, Phi à, mày làm sao thế? Phi đáp, sáng đến giờ, tao toàn gặp xui mày ạ. Sáng dậy, tao mở cửa thì cửa rụng, sau đó cầm mâu thì đầu mâu tự nhiên gãy. Lên ngựa cầm yên cương thì dây cương đứt. Ôi chao, mày gặp xui thế. Ừ, bây giờ tao đang phân vân có nên đi giải quyết nỗi buồn hay không. Chứ lỡ đụng vào nó rụng mất một cái thì chết tao. Ký hợp đồng. Có một ông giám đốc và một cô thư ký xinh đẹp bước ra từ một khách sạn. Gặp ngay bà vợ đứng ở quầy lễ tân. Ngay lập tức bà vợ chạy đến bắt quả tang chồng ngoại tình. Ông giám đốc nói lớn, khách sạn này giá tốt, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ rất chu đáo. Em cứ thế mà tiến hành ký hợp đồng cho nhân viên lưu trú và để tiếp khách nhé. Cô thư ký tiếp lời, dạ vâng, mọi thứ đều ổn cả sếp ạ. À. Chỉ có cái giường là hơi ọp ẹp và cái nệm thì cứng quá, đỏ hết cả đầu gối em rồi đây này. Quả quê. Sếp bà ngồi ô tô 4 bánh về quê chồng. Sếp ông bận việc nên không về cùng. Đang vi vu thì mót tẻ quá mà không có chỗ nào để giải quyết nỗi buồn này. Đường khỉ gió gì mà đông thế không biết. Nếu là đàn ông thì chuyện này không khó, vì mấy ông tướng chỉ cần đứng ngay vệ đường, kéo phách mơ tuy quần, thò cái vòi bơm ra ngoài, bơm thoải mái. Công nhận, làm cái giống đàn ông được rời ưu tiên nhiều thứ quá. Đã có lần,
Bà gân guốc với ông rằng, ông hơn gì tôi, ông làm được cái gì là tôi làm được cái đó. Ông bảo, vậy thì bà và tôi thi vừa đi xe đạp vừa đái mà không được ướt yên xe, bà có dám thi không? Bà đành phải chịu thua. Xe đang chạy thì bà nhìn thấy tòa nhà của Ủy ban Nhân dân xã bên đường. Bà bèn bảo tài xế dừng xe để vào đó tè nhờ. Bà bước vào thì thấy đám cán bộ nháo nhác cả lên. Một cháu hình như là cán bộ long tong của ủy ban thì phải chạy lại. Cô ơi, mời cô vào thăm trụ sở ạ. Bà ghé tai bảo, phòng vệ sinh ở đâu hả cháu? Con bé dẫn bà vào tận nơi. Làm xong cái việc đó, bà nhẹ cả người. Chả trách các cụ bảo, việc quan lay lứt, việc cứt đái phải đi làm ngay. Bà đang định đi thẳng ra xe ô tô đang đợi bà ở ngoài đường thì có một anh chạy đến trước mặt bà khúm núm. Thưa chị, em là chủ tịch xã này ạ. Bọn em thành thật xin lỗi chị vì không được tin chị đến thăm. Anh nhà khi về qua đây đều ghé vào chỗ bọn em đấy ạ. Thì chị cũng đang về quê đây mà. Bọn em có chút quả quê gửi biếu anh chị ạ. Ông chủ tịch mồm nói, tay nhét cái phong bì vào túi sách của bà và mời bà lần sau lại thăm. Và nếu bà cứ thông báo trước, đừng ngại. Bà cảm ơn và tạm biệt các cán bộ ủy ban rồi thong thả bước ra xe. Khi xe chuyển bánh một đoạn, bà mở phong bì, thấy có 1.000.000 đồng trong đó. Bà nghĩ bụng, mình vào đi đái nhở mà cũng có tiền. Lần sau, có về quê chồng, lại vào đây đái nhở thôi. Chuyện tình vỡ đôi. Hai cô bạn ngồi tám chuyện. Một người hỏi, chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi hả? Cho vào dĩ vãng rồi. Sao thế? Hôm chủ nhật, hai người tình tứ lắm mà. Thì tối hôm đó, công viên mưa, ngồi trú mưa, mà tay anh ta cứ... Hả? Anh ta sàm sỡ cậu ư? Không, tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ vì sợ nước vào. Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cô tí chạy ra hớn hở khoe. Mẹ ơi, sáng nay có cô Tún ở bên Mỹ mới đến nhà chơi đấy mẹ. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng món quà của cô tuy nhỏ nhưng đủ cho cả gia đình cháu dùng trong 1 năm đấy. Nghe thế, mẹ cô tí mừng quính hỏi ngay. Ôi, món quà gì thế con? Dạ, một quyển lịch ạ. Voi ăn vụng. Bà mẹ quát cậu con trai. Này, con hay ăn vụng thì tai con sẽ to ra nhiều đấy. Hư, nhưng con có ăn vụng đâu. À, vậy chắc là con voi hay ăn vụng lắm hả mẹ? Sao con lại hỏi vậy hả? Thì mẹ không thấy tai con voi to thế kìa. À? Chó và gà. Chó và gà bị nhốt mỗi con một lồng cạnh gốc nhãn. Gâu gâu gâu. Con gà nhãi nhép kia, tí nữa chủ thả tao ra, tao cắn chết mày. Cục ta cục tác. Mẹ cha thằng chó, mẹ cha thằng chó. Gừ gừ gừ, ái chà chà, ái chà chà. Thằng gà láo, hôm nay mày dám chửi bố mày à? Cục 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 cục, đồ chết nhục, đồ chết nhục. Thằng chó chết, chết đến nơi rồi mà còn oai nữa à? Gâu, gâu gâu. Ai chết đâu, ai chết đâu. Nhà chủ hôm nay sao đông người vậy? Người thì đun nước, người thì đào giềng, người thì nhặt rau, hành, răm, lá, mơ lông, rửa bát, sắp nồi. Ai cũng nói cười vui vẻ. Ông chủ bảo với con trai trưởng, đợi nước sôi, mấy anh em tụi bay làm thịt con gà, luộc lên để làm lễ cúng cụ. Đợi tí nữa, chú ba tụi bay đến, thì thịt con chó, nấu đủ 7 món để mời khách nghe chưa? Dạ, tụi con làm luôn đây, thầy ạ. Ừ, làm luôn đi, kẻo muộn. Chó và gà trong lồng đều nghe rõ từng câu.
Chó nước mắt lã chã buồn tủi, gứ gừ gừ. Ôi gà ơi, tao xin lỗi mày. Nếu biết có ngày này, thì lúc trước tao cũng không bắt nạt mày. Mày thông cảm cho tao. Tao ăn cơm chủ, nên tao phải trông nhà, trông vườn cho chủ. Cũng tại mày, sao không cứ bới chân đống rơm, đống rạ mà kiếm ăn. Lại vào vườn bới đất tìm giun, làm nát rau, chủ lại phạt tao. Nên tao phải cắn mày. Thôi nhá, anh gà, hãy bỏ qua cho tôi. Cục ta, cục tắc. Sao ông chủ ác? Sao ông chủ ác? Anh là đầy tớ trung thành của ông chủ. Được ông chủ cho ăn, cho đi chơi. Rồi ông chủ lại thịt anh. Tôi tự bới đất kiếm ăn, cũng bị ông chủ làm thịt. Tôi may còn được đặc ân là thịt của tôi được dâng lễ cúng tổ tiên của ông chủ. Số phận đã an bài rồi. Anh chó ơi, đừng buồn nữa. Hôm nay chúng ta được hóa kiếp rồi. Thơ vui, chồng gần chồng xa. Con gái đã gả chồng xa, mà tuần nó đào về 3-4 lần. Nhà con chả nấu canh cần, chứ nấu canh cần con cũng mang cho. Xa gần đều chuốc mối lo, bất ưng lại thấy nó mò nó sang. Tủ lạnh mở rất hiên ngang, hai ki giò thủ, nó làm một ki. Quê cho chục trứng gà ri, nó xin 10 quả thứ ni hiếm mà. Muối đầy một vại dưa cà, tiện có nắm mắm cái xin bà một lon. Gạo quê bà hết hay còn, con vay một yến, chợ con quên tiền. Mắng thời nó lại đe liền, con ứ đến nữa làm phiền thầy U. Hai hôm nó lại lù lù, ha ha con biết thầy U buồn mà. Tông môn cô, cái con nhà, tự nhiên khéo miệng ấy là giống ai? Bà xem ảnh cháu bà này, hè đòi lên ngoại ngày 2-3 lần, cho con gửi cháu 2 tuần, đưa lên bố cháu nhận phần sáng mai. Trời cho một gái nhiều trai, chỉ dâu hòa hợp chẳng ai phân bì, vô tư quý nó nhất nhì, tính vui cháy giận cái gì cũng thương. Lương Y Kiêm. Trời miền Trung mùa hè nóng như lửa đốt, cộng thêm từng đợt gió Lào làm rát bỏng làn da. Nhìn con cái người ta được ở trong phòng có máy lạnh, còn con hắn trông mới tội làm sao. Nhất là thằng bé mới 10 tháng tuổi, nhìn con mà hắn xót xa. Thôi thì hắn đành vay mượn mua một cái điều hòa cũ lắp cho mấy đứa nhỏ. Nhưng buồn thay, từ khi sinh ra tới giờ không sao, nay có điều hòa, thằng nhỏ 10 tháng tuổi lại nổi lên từng lấm tấm đỏ. Có lẽ thằng bé dị ứng điều hòa chăng? Nhưng để an toàn cho bé, vợ hắn bảo hắn nghỉ một ngày, hắn đi làm phụ hồ cho một công trình gần nhà, rồi để đưa bé đi khám. Hắn cùng vợ đưa bé đến phòng khám đa khoa hàm cá mập, nghe nói ở đây có nhiều bác sĩ giỏi, họ khám có uy tín lắm. Khi hắn đưa thẻ bảo hiểm y tế của bé cho nhân viên phòng khám, họ nói, chúng tôi ở đây chưa có khoa nhi, nên bé không khám bảo hiểm được, gia đình nạp tiền khám dịch vụ cho bé. Thế hết bao nhiêu ạ? 50.000. Hắn nạp tiền xong, cô nhân viên đưa hắn tờ giấy giới thiệu vào buồng số 3 khoa da liễu. Hắn đưa bé vào gặp bác sĩ và hắn nói rõ về tình trạng của bé. Bác sĩ bảo hắn cởi áo thằng bé ra xem rồi nói, ôi cháu bị dị ứng điều hòa. Nói xong ông ta viết vào một tờ giấy nói, anh chỉ ra ngoài phòng kế toán nạp tiền lệ phí, xét nghiệm máu, nước tiểu cho cháu. Hắn quay ra phòng kế toán nạp lệ phí xét nghiệm máu và nước tiểu hết 100.000. Sau khi lấy máu và nước tiểu, hắn ngồi chờ kết quả. Hơn nửa giờ sau thì có kết quả. Hắn đưa tới phòng khám ban đầu, xem kết quả. Bác sĩ lại nói, anh chị nên siêu âm kiểm tra gan cho cháu. Vâng ạ. Thế rồi hết gan, lại đến tổng thể,
nào là tai mũi họng vân vân và vân vân. Hơn triệu bạc, hắn ứng tiền công đi vèo. Cuối cùng, hắn lại đến phòng khám ban đầu. Sau khi xem hết các kết quả, bác sĩ nói, các kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe của cháu rất tốt, không sao nhá. Cháu chỉ bị dị ứng điều hòa. Thôi, anh chị đưa cháu về đi. Dạ thưa, thế không có đơn thuốc ạ? Đừng cho cháu ngủ trong phòng điều hòa, ít bữa là nó khỏi thôi. Nghe vậy, hắn cùng vợ đưa bé về. Hắn nói với vợ hắn, bác sĩ ở đây giỏi thật. Cuối cùng, họ cũng chẩn đoán ra là thằng bé bị dị ứng điều hòa. Thầy đồ dởm. Ngày xưa, cũng vì cái thời ấy còn đói nghèo lạc hậu, người khôn của khó, con người không có nghề ngỗng gì để kiếm ăn. Khi đó, có nhiều người không biết chữ mà cũng không có trường lớp như bây giờ, nên có nhiều thầy đồ đứng ra dạy học để kiếm cơm qua ngày. Có thầy biết tí chữ thì dạy cũng tạm tạm, nhưng có thầy chả biết chữ nghĩa gì, cũng đứng ra dạy như ai. Có ông thầy đồ nọ biết lõm bõm vài chữ, thế là cũng đi dạy. Nhưng lại ra vẻ ta đây, đọa toàn đem những chuyện cổ, thơ cổ ra để bình luận. Có lần, ông đem hai câu thơ trong truyện Kiều ra đọc và bình cho cả lớp nghe. Hai câu thơ như sau, xè xè nấm đất bên đàng, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Thế là ông thầy đồ này hiểu thế nào mà ông bình như sau. Các em ạ, cô Kiều thì cô ấy đẹp thật, nhưng nước tiểu cô ấy thì vô cùng độc hại. Các em biết không, cô ấy vừa mới xòe xòe nấm đất bên đàng mà đã dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Có nghĩa là cô ấy đái mà cháy cả cỏ. Học sinh thì cứ vâng ạ, bởi thầy như thế thì trò cũng chỉ hiểu được như vậy thôi. Và tôi xin đính chính lời bình của thầy đồ dởm như sau. Hai câu thơ, xè xè nấm đất bên đàng, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Có cô gái làm tiền gái lầu xanh tên là Đạm Tiên. Cô ấy bị bệnh nan y rồi chết. Không có họ hàng thân thích. Người ta đem cô ấy chôn ở vệ đường, không ai vun đắp hương khói gì. Nhìn ngôi mộ bèn bẹt tồi tàn, cỏ thì khô cháy. Và hôm Tết Thanh Minh, ba chị em nhà cô Kiều đi viếng mộ. Cô Kiều trông thấy ngôi mộ vô chủ thì động lòng thương, và cô hỏi cậu Vương Quan là em út học rộng tài cao. Cậu ấy kể về hoàn cảnh của cô Đạm Tiên. Cô Kiều thương xót rồi bảo hai người em cùng vun đắp và thắp nhang. Và hai câu thơ trên là Nguyễn Du tả về một ngôi mộ vô chủ bên vệ đường, chứ không phải như ông thầy đồ dởm kia tả là cô Kiều ngồi tiểu tiện. Có hai vợ chồng đang chuẩn bị làm chuyện ấy, nhưng khổ nỗi, thằng con nhỏ chừng vài ba tuổi cứ quấy khóc mà hai vợ chồng dỗ mãi không được. Mà chuyện ấy thì đã đến hồi gay cấn. Chồng liền nghĩ ra một kế, bèn nói với cậu con trai, bây giờ thế này nhá, bố mẹ làm ô tô, còn con làm ống khói nhá. Con hỏi là sao bố? Ông bố bảo, giờ bố nằm trên người mẹ, còn con trèo lên lưng bố. Và ô tô bắt đầu khởi động, đứa con nhỏ chưa hiểu sự đời, cứ răm rắp làm theo. Thế rồi ô tô chuyển bánh, cứ dập dình, miệng bố thì vình vình vip vip để làm vui cho cậu con trai. Con chả hiểu gì, cứ thấy êm êm rồi cười khoái chí khi bố mẹ sung sướng, rung lắc mạnh, giống ô tô chạy đường nhiều ổ gà. Cậu con trai rơi từ trên lưng bố xuống giường và kêu, ôi bố ơi, gãy ống khói rồi. Bố quay đầu lại bảo, giờ ô tô không cần ống khói, vẫn chạy tốt con ạ. À. Và cứ thế, cậu con trai lớn lên trong sự tinh tế hài hước của bố mẹ, nên nó cũng có phần danh mãnh. Đến năm cậu 10 tuổi, cậu rất lém lỉnh, không có chuyện gì của bố mẹ là qua được mắt cậu. Một lần, vợ chồng lại bàn nhau làm chuyện ấy giữa ban ngày,
Và bà vợ nháy mắt, nói nửa vời, thằng cu ý là vướng nó thì khó làm ăn. Ông chồng bảo, tao có cách rồi. Nói rồi, ông chồng gọi cậu con trai vào và bảo, mày đi sang xóm bên, nhà bác, mượn cho bố cái gáo múc nước. Ngày xưa, người ta hay dùng gáo dừa, rồi làm cái cán dài để múc nước uống hoặc tưới cây. Thấy bố nói vậy, cậu biết ngay là đang đuổi khéo mình. Cậu nhận lời, nhưng mà không đi, rồi lẻn ra sau nhà để rình. Ngày xưa thì toàn là nhà tranh vách đất, nhiều lỗ thủng nên xem lén và nghe lén là quá dễ dàng. Cậu núp sau nhà xem phim miễn phí. Khúc dạo đầu hai người tình tứ, trong giai đoạn làm tình, bà dúi tay vào trán ông rồi bảo, và bảo mắt ông thao láo. Ông cũng làm vậy với bà và bảo mắt bà lim dim. Cậu con trai nghe không thiếu từ nào, nhưng hôm nay ông làm chuyện ấy quá sung và lâu nên bà mệt. Bà bảo thôi đi ông. Ông còn đang sung nên bảo ngâm thêm tí nữa. Đến khi chuyện kết thúc, vợ chồng trong buồng đi ra thì cậu con trai cũng từ sau nhà đi vào. Ông bố liền hỏi, tao sai mày đi mượn gáo, thế gáo đâu? Nó liền trả lời, mắt ông thao láo, tìm gáo không ra. Ông nghĩ, à, thì ra mày không đi mượn gáo mà mày đi rình, nên ông im lặng. Bà lại chen vào, tao thấy bố mày sai đi mượn gáo kia mà gáo đâu? Nó lại trả lời, mắt bà lim dim, tìm không thấy gáo, bà ngượng ngùng quay mặt đi. Ông liền vớ cái gậy và quát, mẹ sư mày, sai đi mượn gáo, mày không đi mà mày rình à? Thế là cậu ba chân bốn cẳng phi một mạch. Ông bố vác gậy rượt đuổi theo, ra đến đầu làng, cậu nhảy tùm xuống ao. Ông bố cứ chạy đằng này, thì cậu lại bơi sang đằng bên kia. Mãi một hồi, ông bố thấm mệt, liền cầm gậy chỉ xuống ao và quát, mày có lên không? Cậu nằm dưới ao, thỏ cổ lên bảo, ngâm thêm tí nữa. Ông bố không làm gì được, bèn quẳng gậy và quát, ông ngâm vừa thôi, kẻo cảm lạnh chết bây giờ, con với chả cái. Nhầm thuốc. Không hiểu sao gần một tháng nay, lão Bình chồng bà Hoa có biểu hiện kỳ quái và lạ lạ. Ban đầu là giọng nói, bình thường lão nói ồm ồm khàn khàn như vịt đực, rồi giọng lão trở nên the thé nhỏ nhẹ như đàn bà con gái. Đang còn chơi môn thể thao tốc độ với chiếc xe đạp, tự dưng lão bỏ chuyển sang đi bộ cùng anh Thái. Anh Thái là láng giềng ít hơn lão tới 5 tuổi, là y sĩ bộ đội về hưu. Ngày trước, lão gọi chú xưng bác với anh Thái. Thế mà không hiểu sao, từ khi nào đi bộ cùng anh, tâm sự trò chuyện, khi nhiều khi lão bá vai bá cổ rồi xưng em ngọt xớt. Ban đầu anh Thái còn ngờ ngợ, nhưng ngày càng thấy những biểu hiện lạ lạ của lão, có khi còn nhìn anh say đắm lúc anh cởi trần, chả khác gì người khác giới đang yêu. Bà Hoa vợ lão thấy chồng có biểu hiện vậy lấy làm lạ. Bà đang độ tuổi hồi xuân, cứ đến chu kỳ của bà thì ông cũng kêu đau ở bụng dưới, y như phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt vậy. Rồi ông cũng dùng nước hoa, cũng soi gương, việc mà ngày xưa ông chúa ghét. Ngày trước, vợ chồng còn sinh hoạt đều đặn mỗi tuần một lần, nhưng thưa dần rồi thôi hẳn. Cái của quý của ông trước cũng to tròn sung mãn, cứ teo dần, giờ chỉ còn như quả ớt chỉ thiên, không làm ăn gì được nữa. Bà càng âu yếm ông càng lãnh cảm như ghét bỏ bà. Thấy lạ, bà đèo ông đi bệnh viện khám, cũng soi cũng chụp, nhưng bệnh viện cũng bó tay không tìm ra bệnh gì, mà ông có bệnh đâu mà tìm. Trên đường từ bệnh viện về, hai ông bà tâm trạng đều hoang mang. Chợt thấy phòng khám tư của một vị bác sĩ nổi tiếng, ông bà tạt vào khám thử. Vị bác sĩ hỏi cặn kẽ rằng biểu hiện lạ xảy ra bao lâu. Bà bảo hơn một tháng nay. Thế ông nhà có ăn uống gì lạ hay không? Có thuốc gì chẳng hạn? Bà Hoa sực nhớ ra. Đúng rồi, kể từ khi ông bà uống lọ thuốc
quý của con từ Canada gửi về. Thế lọ thuốc còn không? Vị bác sĩ hỏi. Ông ậm ờ bảo uống hết rồi. Thế cái vỏ lọ thuốc ấy còn giữ không? Cái lọ tôi để đựng tăm nơi bạn uống nước. Ông trả lời. Về lấy ra. Đây tôi xem nào. Vị bác sĩ bảo. Bà tức tốc phóng xe về nhà lấy lọ đựng tăm đưa cho vị bác sĩ. Nhìn chăm chăm vào nhãn của lọ thuốc. Rồi lại nhìn lão Bình. Ông hất hàm hỏi. Ai kê đơn cho ông uống lọ thuốc này? Sao vậy hả bác sĩ? Thuốc bổ con gửi về. Bà Hoa lo lắng trả lời. Tuy là thuốc bổ, là thực phẩm chức năng, nhưng chữ viết rành rành là chỉ dành cho phụ nữ. Sao lại để cho ông uống? Số là thằng con trai ông bà du học ở Canada. Bao nhiêu năm, ông bà nuôi nó ăn học. Giờ tốt nghiệp ra trường có việc làm, nhận tháng lương đầu tiên. Muốn báo hiếu bố mẹ ở nhà. Nó liền điện về bảo bố mẹ cần gì để nó mua gửi về biếu mẹ. Hai ông bà nghe mừng quá bảo con cứ yên tâm mà công tác. Bố mẹ già rồi chả cần gì cả, chỉ cần sức khỏe thôi. Nhận được điện, thằng con nhờ bạn gái mua cho bố mẹ loại thực phẩm chức năng để bồi bổ. Vì hiểu sai ý của con trai, bạn gái thằng con trai lại mua loại thuốc bổ kích thích tăng trưởng giới tính. Không ngờ hai lọ thuốc đều dành cho nữ. Ông một lọ, bà một lọ. Bà uống vào trơn lông đỏ ra, khi nào cũng hừng hực như bốc lửa. Ngược lại, ông uống hết lọ thuốc thì biểu hiện như mọi người đã biết. May mà hết thuốc, không thì bà Hoa có hai người phụ nữ trong nhà mà anh Thái láng giềng sớm muộn cũng chịu cảnh đánh ghen. Quả báo. Gã sinh năm 1965, nước da ngăm đen và ăn nói giàu hoạt. Thời trai trẻ đi bốc vác xi măng nuôi vợ con nên trông gầy gò ốm yếu. Trong con mắt của dân làng, họ khá quý mến gã. Đùng một cái, năm 2004, dân làng bầu gã vào chức chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp nên được trên xã cử đi học quản lý cái gì gì đó. Bạn bè học cùng lớp với gã ngày xưa cũng giật mình khi biết tin gã được làm quan. Hầu như các bạn đều khẳng định rằng là thằng học dốt nhất lớp, lúc nào cũng cuối sổ, chỉ được cái hay nịnh thầy cô. Đang học cấp 2 thì bỏ, đến tuổi đi nghĩa vụ thì sợ chết, trốn chui trốn lủi, chạy trọt để được ở nhà. Nhiều kẻ dòng họ khác ghen ăn tức ở nói xấu gã, bóng gió xa xôi. Ôi giời, học ngu như bò, biết tính toán gì mà làm chủ nhiệm. Còn riêng anh em họ hàng ruột thịt của gã và bên vợ lại mừng ra mặt, coi như có chỗ để nhờ. Mọi chuyện bất công, tình làng nghĩa xóm lục đục cũng từ gã mà ra. Người dân tỏ ra bất bình khi chia lại ruộng, thì diện tích anh em phe cánh nhà gã lại được ưu tiên nhiều hơn, còn người ngoài bị cắt xén một cách tinh vi lẫn trắng trợn. Bà con gửi đơn lên xã khiếu nại, thì xã lại gửi đơn về. Xã nói sẽ cử cán bộ xuống xác minh, đâu lại vào đó, rơi vào im lặng. Gã đã biết điếu đóm nịnh hót quan trên và trên trên nữa. Tết nhất là gã rủ quan đi nhậu, thẩm thụt biếu phong bì đồng to đồng nhỏ, bắt tay bắt chân quan cách lắm. Thi thoảng có bóng dáng những chiếc ô tô con bốn chỗ đến nhà đón lão đi đâu đó. Lúc gã về, mặt đỏ tía tai như gà trọi, gã bắt đầu béo ú lên và xa lánh dần bà con dân làng. Gã là vua, không ngai ở cái làng ven đô thuần nông này. Họp dân, ai mà chỉ trích gã thì coi như bị cả họ nhà gã đứng lên tổng xỉ vả, thậm chí bị quây hội đồng đánh luôn. Cấp trên rót xuống chỉ thị là bán ruộng cho doanh nghiệp mở nhà máy sản xuất. Thế là gã cùng những cán bộ áo trắng cổ lộ cồn lội ruộng đo đạc. Dân được chia mỗi nhà vài triệu,
cũng chỉ im lặng miễn cưỡng nhận trong sự tức tối. Sau đó, doanh nghiệp ồn ồn san ruộng để đổ đất xây nhà máy, còn thừa đâu họ lại phân lô bán. Sau vụ đất đai lùm xùm đó, thì gã đập căn nhà cấp 4 xây luôn nhà 3 tầng, gã lên phố mua ghế salon, tivi và nội thất đắt tiền. Nhà xây xong chưa kịp khô sơn tường thì gã cứ bị đau bụng. Người gã bắt đầu gầy đi, da nhợt nhạt. Gia đình đưa gã lên viện khám mới tá hỏa, gã bị ung thư dạ dày. Ra Tết 2009, gã nhắm mắt xuôi tay để lại cô vợ đẹp và hai đứa con đang tuổi ăn học. Ngày đưa gã ra đồng, chị vợ gào khóc thét: "Ôi anh ơi, giá như anh đừng nhậu nhẹt, giá như anh đừng làm chủ nhiệm hợp tác xã, thì đâu đến nông nỗi này, giờ nhà cao cửa rộng, mà anh không ở, thì xây làm gì? Ôi anh ơi là anh ơi!" Rồi ai cũng sẽ già đi. Đến sau này, em rồi sẽ già đi, da không còn căng vú dài tới rốn. Tiền phấn son chắc sẽ không còn tốn, vì chát vào cũng có khác gì đâu. Đến một ngày anh cũng sẽ già đi, trung ương bảo lên, nhưng địa phương thì loạng choạng. Dù rượu tắc kè, nhân sâm hay minh mạng, uống vẫn đều cho thẳng mà vẫn cong. Rồi tuổi già đến dù chẳng ai mong, anh thành ông run chân, em thành bà lưng mỏi. Mỗi đêm buông màn, nhẹ nhàng khẽ hỏi: "Có ấy không? Để lúc khác bà ơi." Cô gái mù, không có gì cả. Trên đời này, chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô rằng: "Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không?" Cô gái gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạng. Có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện ra người yêu cô cũng bị mù. Khi chàng trai cầu hôn, cô đã từ chối. Trên thảo nguyên, có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu hả mẹ?" Mẹ bảo: "Hạnh phúc ở đuôi con đấy." Sư tử con ngây ngô cố gắng sức đuổi theo cái đuôi của mình mà mãi không thể nắm được. Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu rồi nói: "Ngốc ạ, con cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con." Ông bố đang sửa xe. Cậu con trai cầm một mảng đá vẽ lên vỏ xe. Ông bố nhìn thấy, giận quá, văng cái kìm sắt đánh vào tay con. Con phải nhập viện, gãy xương ngón tay. Con nhẹ nhàng nói với bố: "Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé." Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà, định đập nát chiếc xe ô tô của mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở: "Bố ơi, con yêu bố." Bảy năm trước, anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài. Giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa, lại được biết cô sống rất vất vả, nên tìm cách đến thăm. Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh. Đột nhiên, trong lòng rất bối rối, cô tự dưng ngẩng đầu lên nói với sang dãy hàng đối diện: "Anh còn không mau mà về nhà nấu cơm cho con đi." Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi. Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện và nói: "Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé." Có ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới, phụ huynh mời tự giới thiệu. Anh thứ nhất nói: "Nhà cháu có vài tỷ đồng ạ." Anh thứ hai nói: "Dạ, nhà cháu có một loạt bất động sản
trị giá vài chục tỷ ạ. Anh thứ ba. Dạ, cháu thì không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng của con gái bác ạ. Anh thứ nhất và anh thứ hai nghe đến đấy, không nói gì cả, chuồn đi ngay. Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc, anh à, em có bầu rồi. Giám đốc vẫn làm việc, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, anh triệt sản lâu rồi. Nữ thư ký ngây ra một lúc, gượng cười nói tiếp, em chỉ nói đùa với anh thôi mà. Giám đốc nhìn cô một lúc, uống một ngụm trà rồi nói, anh cũng thế. Chuyện đưa vợ đi đẻ. Tự sự hãi hùng của một anh chồng ngày vợ đi đẻ. Các thanh niên ạ, có vợ sáng mắt một, đưa vợ đi đẻ sáng mắt 7-8 lần. Sáng đến khám qua một lần, rồi họ gộp cả lại, phát cho mỗi người một bộ đồ hoa kín mít từ cổ đến gót chân, đồng phục thì phải. Cả đội nối đuôi nhau lên phòng chờ sinh, lấm chấm nhìn rõ ngộ. Có đưa vợ đi đẻ mới biết thế giới bà bầu nó như thế nào. Cao thấp to nhỏ béo gầy xinh xấu có đủ cả. Tiểu chung điểm giống nhau chỉ là có cái bụng tròn tròn và biết động đậy. Ở đây chia rõ ranh giới tim bà bầu với tim người thân. Tạm gọi là bên kia hành lang nhé. Bên kia hành lang là thế giới của các mẹ mướp, phòng chờ sinh. Nơi các mẹ mướp chuẩn bị tinh thần lâm trận thì thật là phức tạp. Tiếng suýt xoa của các mẹ chắc là vì đau, rồi tiếng phì phò đều đều tập thể điều hòa, lẫn tiếng khóc kêu than chắc cũng tại đau nốt. Tiếng ùng ục, uỳnh uịch của cái máy gì đó nhỏ nhỏ y tá mang vào sau mới biết đó là máy đo tim thai. Cùng với đó là đủ loại sắc thái, nhưng đa phần là nhăn nhó khó khăn, sau nữa là khóc mếu với người nhà. Có mẹ bầu to uịch ngồi góc phòng khoe đẻ đứa thứ ba thì cứ cười hành hạch, trông hoang mang lắm các bác ạ. Phía còn lại là bên này hành lang, nơi có sự trợ giúp từ các mẹ và người thân. Phải nói là đông, đông lắm, ngột ngạt lắm các bác ạ. Ám ảnh thay, trong cái thời tiết Hà Nội 39 độ C cùng với 5 con inverter 24K BTU phà hơi nóng liên tục từ trưa vào dãy hành lang kín mít dài 30-40 mét rộng 90cm với khoảng 50 người sấp ngửa đứng ngồi đủ cả. Quả thật, nó cứ như một cái hầm ấy. Mùi người, mùi mồ hôi, chua lòm quyện lẫn. Thật dễ thương. Được xông hơi bất đắc dĩ trong cái hầm nhân tạo này từ sáng, em cảm giác đã giảm cân nhanh chưa từng thấy, nhưng chưa vui bằng kiến thức mình được mở mang các cụ các mợ ạ. Mở 5 phân rồi, rồi là làm đẻ không đau rồi. Đẻ rồi nhá, đẻ rồi. Từ hoang mang đến hoảng loạn là những gì em thấy. Đẻ rồi thì rõ rồi nhá. Chứ đẻ không đau thì em mới biết nó là tiếp thuốc giảm đau trong khi sinh. Vợ em thì đau cũng được vài tiếng rồi. Bác sĩ đưa vào phòng chờ sinh, kết nối với mọi người bằng chiếc điện thoại Nokia thần thánh. Gọi nghe vợ hổn hển vì đau mà lòng em cũng thắt lại. Đau lắm, nhưng chắc thua vợ em cả 100 lần. Cả bà nội với bà ngoại túc trực từ trưa cùng với em. Thì em đã khuyên hai bà về nghỉ ngơi, còn em quyết tâm đơn đấu đến sáng nếu cần. Luyện tập suốt mùa Euro vừa rồi nên em cũng tự tin phết. Sốt ruột, thật đó, kiểu ngồi trên đống lửa cũng không bằng ấy. Ở đây họ cách ly đội người nhà với đội chờ sinh cấp bác ạ. Biệt luôn, không thấy gì. Có cái phòng thông tin hỏi đáp gì đó thì vắng hoe. Thi thoảng có y tá ló đầu ra hét, người nhà, chị Nguyễn Hà đâu? Giật mình phi vào thì được ký mỗi phát rồi đuổi ra. Đảo vội mắt nhìn quanh thì cũng chẳng có ai để hỏi cả, chắc giao ca. Tầm này
người nhà với bạn bè đến thăm, váy ngắn nước hoa thơm phức, khác hẳn mùi mồ hôi chua loét từ chiều các bác ạ. Thăm người mà cứ sexy như cát quắc ý. Anh trai ba lỗ, khoe body, chị gái váy ngắn quần đùi sát mông, dập dìu ngứa cả mắt, lại còn vui vẻ cười hô hố vì vô tình gặp người quen, kiểu như tỷ năm không gặp ấy, đang mệt thì chứ. Xéo bên trái tí là bên sinh theo yêu cầu, nộp phí ban đầu là 15 triệu. Có anh chồng nhà nọ có vẻ phấn khởi vì được vào lúc vợ sinh. Thế mà em ở ngoài toàn nghe thấy chồng vợ kêu hét òm tỏi, cả chửi kiểu phổ nhạc luôn. 20 phút sau, anh chồng kia ra, mặt xám ngoét, cười hệnh hệnh. Xong rồi các bác ạ, nhìn rõ là hãi hùng. Nhưng có vậy mới biết lòng cha mẹ các bác ạ, mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục, trở thành một người cha là đặc ân mà người vợ, một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình đem lại, hạnh phúc lắm, cao cả và tự hào lắm chứ. Thương vợ cơ cực, nhưng chỉ biết động viên thôi, cố lên vợ yêu của anh, luôn có anh sẵn sàng đón em và con nhé. Cứ bảo mồm rằng, để anh đau hộ, để anh sinh giúp được thì anh sẽ làm, nhưng thực tế thì sợ hết cả hồn luôn. Cứ tận mắt tai nghe thì các bác sẽ hiểu. Thôi tạm vậy đã, đứa sau sẽ cụ thể hơn vậy. Vợ em vẫn nói chuyện với em lúc em viết bài này nhé. Không, các bác lại tranh thủ trách em không quan tâm tới mẹ mướp. Khi cầu hôn anh nói, hãy tin anh. Khi cô sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, anh nói, để em phải vất vả rồi. Khi con gái lấy chồng, anh nói, còn có anh. Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói, anh vẫn ở đây. Khi cô sắp phải ra đi, anh nói, em đợi anh nhé. Anh chưa bao giờ nói, anh yêu em, nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa. Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi, trèo lên lưng con. Cả đường, con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận rồi quát. Mẹ rắc hạt đậu để làm gì hả? Cuối cùng, mẹ trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt. Con ngốc của mẹ. Mẹ sợ tí nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường. Trong cuộc thi Hoa hậu, ban giám khảo hỏi một nữ thí sinh, theo cô, mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao? Trả lời, dạ, theo em, mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, với xã hội phải có chỗ đứng ạ. Thứ hai, với gia đình thì phải cứng chỗ đó ạ. Thần tài gõ cửa. Đầu năm, mọi người nô nức sắm lễ đi bà chúa kho để cầu lộc cầu tài. Nhưng lão sệ thì không, vì lão nghèo lắm. Nghèo đến nỗi không có tiền mua vé đi xe ca, chứ đừng nói gì đến sắm lễ. Lão thất thểu, chân ống thấp ống cao đi dọc đường để ngắm thiên hạ đi lễ. Qua nghĩa địa đầu làng, nhìn thấy một ngôi mộ mới xây rất to và bề thế, thì lão nhớ ra đây là ngôi mộ của một đại gia người làng tên là Đại Phú mới chết. Chợt lão nảy ra ý định, mình cứ khấn vong hồn ông ấy phù hộ cho mình làm ăn may mắn cũng tốt. Nghĩ là làm liền, lão lấy ba nén hương có sẵn trên ngôi mộ, thắp lên rồi khấn. Bỗng có một tiếng phát ra từ ngôi mộ làm cho lão giật cả mình. Người cần gì? Nghe hỏi, lão toát cả mồ hôi hột, mặc dù trời hôm nay rất lạnh. Lão vái lìa lịa và cuống quýt khấn. Trăm lạy, vạn mớ lạy. Ngài là ai vậy? Con chỉ mong làm ăn khấm khá cho bớt khổ thôi ạ. Ta
là thần tài đây. Bấy lâu nay ta nhập vào tên đại phú, giúp hắn làm giàu như ngày nay. Bây giờ hắn chết rồi, ta chưa biết đi đâu, làm giàu cho ai đây? Thế người có muốn giàu không hả? Nghe thần tài nói vậy, lão mừng quá, cứ nằm rạp ra mà lại. Dạ, con cắn rơm cắn cỏ con lại ngài, nếu ngài phù hộ cho con khấm khá, thì con sẽ lập đền thờ ngài suốt đời ạ. Ta sẽ cho người giàu gấp nhiều lần so với tên đại phú này, nhưng với một điều kiện, ta sẽ mượn thân xác của ngươi để hoạt động cho đến khi nào ngươi chết mới thôi đấy. Ngươi có chấp nhận không hả? Dạ, tưởng gì, trừ điều kiện này thì con chấp nhận ạ. Bỗng, lão thấy một làn khói thơm thoát ra từ ngôi mộ bay về phía lão. Lão thấy người phấn chấn, tự tin hẳn lên. Lão biết là thần tài đã nhập vào lão. Lão đứng dậy đi về nhà. Lão gặp một ông bán lợn giống cứ chào lão, lại bảo cho chịu, thế là lão mua. Về nhà, anh hàng xóm thấy lão có đôi lợn giống đẹp, cứ nằn nì đòi mua, thế là lão bán được với giá gấp đôi. Từ hôm đó, lão thấy rất may mắn, làm ăn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngày tháng trôi qua, lão Sệ bây giờ đã đổi tên thành Đại Phát, một ông chủ của tập đoàn giàu có và có tiếng tăm nhất nhì trong giới kinh doanh bất động sản. Một ngày kia, lão bỗng nhận ra rằng lâu lắm chưa được ăn miếng lòng lợn, thịt chó ngon như ngày nào. Thế là lão quyết định nghỉ một ngày để thưởng thức món ăn dân dã mà thủa Hàn Vi lão hằng mơ ước. Nhưng khi đầu bếp vừa dọn mâm thì hắn nhận một cú điện thoại. Nghe xong, lão hoảng hồn vội kêu lái xe chở đi gấp, mặc cho người nhà khuyên lão cứ ăn xong rồi hãy đi. Mọi người đâu có biết, nếu lão không giải quyết trực tiếp thương vụ này thì nguy cơ tập đoàn bất động sản của lão dễ đến bờ vực phá sản. Cuộc sống tất bật và khắc nghiệt diễn ra của kinh tế thị trường. Tuy tài sản nhà lão cứ tăng vồn vột theo thời gian, nhưng lão thấy luôn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, không còn một phút một giây nào thư thái nữa. Ngay cả một buổi nghỉ ngơi thư giãn hoặc đi xem văn nghệ, lão cũng không được hưởng trọn vẹn. Đến một ngày, lão cảm thấy mệt mỏi quá, lão chỉ mong ước quay lại nghèo như xưa. Lão bèn thắp hương khấn thần tài tha cho lão làm giàu. Thần tài nghe lời cầu khẩn của lão xong, thần tài phán: ta nhắc cho ngươi nhớ, ta vẫn mượn thân xác của ngươi để trú ngụ, cho nên bao giờ ngươi chết thì mới hết làm giàu, rõ chưa? Lão Sệ nghe thần tài phán thế, lăn ra bất tỉnh. Làm theo bố vợ. Có một anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế, nên trước khi anh ta đi làm rể, mẹ anh ta đã đinh ninh dặn dò: nếu thấy bố vợ làm gì, thì con cứ thế mà làm theo. Chớ đừng có hếch mắt lên mà nhìn, người ta lại cười cho, nghe không hả? Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ đang cuốc đất, anh ta chạy lại đỡ lấy cuốc và nói: thầy để con làm cho. Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho rồi đi trồng chuối. Thấy thế, anh ta lại chạy theo và bảo để đó anh làm cho. Lần này, ông bố vợ không nói gì cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao, bực mình vì anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc gì cả. Ông ta bỏ về nhà. Dọc đường, cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế mà đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về. Về đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ. Đúng là đồ ngốc mà, chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể điên như thế. Sáng nay chẳng làm được cái việc gì với nó cả. Hai vợ chồng cãi nhau, rồi ông ta đạp cho vợ một cái đạp. Anh con rể hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ thêm một đạp nữa, ngã lăn cành.
có một gia đình đang yên ấm vui vẻ hạnh phúc. Bỗng có một ngày, người chồng nhận ra cậu con trai của mình càng lớn càng giống ông hàng xóm. Cay hơn nữa là ông ấy đã 75 tuổi. Anh chồng tức giận lôi vợ ra giữa nhà tra khảo. Bà mẹ chồng đứng nhìn mà thấy thương xót cho con dâu bị oan. Bà liền ra giải thích với con trai. Không phải lỗi tại vợ con đâu, lỗi là tại mẹ. Ông hàng xóm ấy mới là bố của con, thằng con của con là cháu của ông ấy. Cháu giống ông là chuyện bình thường mà con. Bao trọn gói. Một hôm, người chồng đột nhiên đi làm về sớm, thấy vợ mình không mặc gì nằm trên giường bèn hỏi, sao hôm nay anh thấy em ăn mặc kiểu gì mà lạ vậy? Cô vợ bối rối đáp, dạ, tại vì em giặt hết quần áo rồi, làm gì còn quần áo nữa đâu mà mặc chứ. Anh chồng thắc mắc, thì hôm trước anh thấy em khuân về cả đống quần áo các loại kia mà. Vừa nói, anh ta vừa mở tủ, lôi ra cả một đống quần áo dài, quần áo thể thao, khăn quàng, túi xách và các loại váy dài, váy ngủ, quần áo lót, vân vân, vẫn còn rất mới. Bỗng nhiên, anh chồng giật mình la lớn, ôi trời ơi, em bao trọn gói hay sao mà mang cả thằng bán quần áo về nhốt trong tủ thế này hả? Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tòng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo giớn cổ lên trời rồi sủa gâu gâu mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy, nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra đi kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc. Đúng là biết ngoại ngữ có hơn mà. Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên. Hôm qua, tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói, muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay. Ông bạn kia lo lắng hỏi, thế ông đưa xe cho hắn à? Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tả tơi đấy. Trời, ông thật là dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả? Ồ không, tôi là bố của nó. Đặt đúng vị trí. Có một chàng trai không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm nên chưa đầy một tuần, anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải. Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói, những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó. Có người trút ra được, cũng có người không trút ra được. Anh cần phải thương tâm như vậy làm gì? Cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà. Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, người vợ nói, động tác luôn có nhanh có chậm. Người ta đã làm nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được? Và anh lại trải qua rất nhiều công việc nữa, nhưng cũng vẫn như thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi, chưa bao giờ than trách một câu. Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại một trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản. Một ngày, khi đã công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng, mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy? Cô vợ trả lời mộc mạc đơn giản, một mảnh đất không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu, nếu đậu cũng không thích hợp, có thể trồng dưa leo,
nếu cả dưa leo cũng không được thì rải lên một ít kiều mạch, nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi. Đực hai cái. Có một bà nọ đi thăm đám ruộng của nhà mình. Về đến nơi, bà thấy một cậu bé đang bắt cá dưới ruộng của bà. Thấy có rất nhiều cá, liền nổi lòng tham, nên bà nghĩ cách lấy hết số cá đó. Bà kêu cậu bé lại gần và nói: "Nếu tao ra một câu đố, mày trả lời đúng thì được lấy số cá này. Còn nếu mày trả lời sai thì số cá này sẽ là của tao." Cậu bé vì sợ quá nên cũng đành phải đồng ý theo lời đề nghị của bà. Liền sau đó, bà kéo quần xuống trước mặt cậu bé và chỉ vào cái chỗ đó rồi hỏi: "Đây là đực hay cái hả?" "Dạ, cái ạ." "Cái sao lại có dâu?" Cậu bé chưa biết trả lời ra sao, thế là bà ta bèn lấy hết số cá đem về nhà của bà. Cậu bé vì mất hết cá nên tức lắm, nhưng không làm gì được. Bèn về nhà kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở ruộng cho cha mình nghe. Nghe xong, người cha rất tức tối, quyết phải lấy lại số cá đó và cho bà ta một bài học. Liền sang nhà bà ấy kêu bà ra nói chuyện. Vừa bước ra, ông nói: "Tôi hỏi bà một câu, nếu bà trả lời đúng thì số cá là của bà, còn nếu bà trả lời sai thì tôi sẽ lấy lại số cá đó." Sau khi bà đồng ý, ông liền kéo quần xuống trước mặt bà và chỉ vào cái chỗ đó rồi hỏi: "Đây là đực hay là cái hả?" "Đực chứ còn gì nữa." "Đực sao lại có trứng?" Bà ta không trả lời được, ông liền lấy hết số cá đó lại. Bà ta vừa tức vừa tiếc nhưng đành phải chịu thua để cho ông ấy lấy rổ cá đem về. Hai vợ chồng đang tập chơi gôn. Cô vợ trẻ đánh mạnh quả bóng bay thẳng vào cửa kính của một ngôi nhà sang trọng, làm tấm kính vỡ tan tành. Hoảng quá, hai vợ chồng phải đến gõ cửa ngôi nhà để xin lỗi. Một giọng đàn ông trong nhà nói vọng ra: "Mời vào." Hai vợ chồng đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một cái chai bị vỡ ở góc nhà. Các mảnh chai văng đầy phòng khách và một người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế bành. Người đàn ông hướng về phía hai vợ chồng cất tiếng hỏi: "Chính các người đã làm bể kính đấy hả?" Hai vợ chồng cuống quýt trả lời: "Dạ vâng ạ, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Thật ra các người đã giải thoát cho ta. Ta là một vị thần bị giam trong cái chai này suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, ta có 3 điều ước để tặng. Mỗi người chỉ nhận được một điều mà các vị có 2 người, nên còn điều ước thứ 3 sẽ phải dành cho ta." Rồi người đàn ông quay sang hỏi người chồng: "Ông muốn ước điều gì?" Người chồng trả lời: "Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD. "Được thôi, ông sẽ nhận được số tiền này vào ngày đầu hàng tháng." Vị thần lại quay qua người vợ hỏi: "Còn điều ước của cô là gì?" "Dạ, tôi muốn mỗi nước trên thế giới sẽ có một ngôi nhà để ở, để chúng tôi có thể đến sống bất cứ nơi đâu khi tôi thích ạ." "Được thôi, kể từ ngày mai, ta sẽ chuyển cho cô nhận giấy tờ sở hữu của các ngôi nhà này." Người chồng vội hỏi vị thần: "Vậy còn điều ước của ngài là gì ạ?" "Ta bị nhốt trong cái chai này hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta đơn giản là được ôm hôn với vợ ông một lúc. Thế thôi." Hai vợ chồng nhìn nhau và kéo nhau ra góc nhà để thảo luận. Thống nhất xong, họ quay vào gặp vị thần. Người chồng nói: "Được, chúng tôi có thể đồng ý điều ước này của ngài." Thế rồi vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ. 2 tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ: "Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy hả?" "Dạ, gần 50 tuổi ạ." "Nhưng sao ngài lại hỏi tuổi của anh ấy?" "Thật không thể tưởng tượng được,
Đã từng ấy tuổi rồi mà anh ta vẫn còn tin là có thần thánh ư? Kỳ trăng mật đáng nhớ. Có một cặp vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới quay trở lại nơi mà họ đã hưởng tuần trăng mật. Khi lái xe tới vùng quê yên tĩnh, họ đi qua một trang trại với hàng rào cao vút, chạy dọc con đường. Người vợ liền nói: "Anh yêu à, hãy làm điều mà chúng ta đã làm ở đây 30 năm trước đi." Anh chồng liền dừng ngay xe lại, người vợ dựa lưng vào hàng rào và họ làm chuyện ấy như chưa bao giờ được làm. Khi trở lại xe, anh chồng hồ hởi nói: "Anh yêu, em chắc chắn rằng 30 năm trước hay bất cứ lúc nào gần đây, em cũng chưa từng mãnh liệt đến như thế." Cô vợ hổn hển đáp: "30 năm trước, hàng rào này chưa lắp điện anh à." Ăn gian. Tại cuộc thi bơi 100 m bơi bướm, sau khi xuất phát, các vận động viên đã nhanh chóng lao xuống, băng băng về đích. Kết quả, vận động viên người Mỹ về trước giành huy chương vàng với thành tích 1 phút 51 giây. Các vận động viên khác cũng lần lượt về đích với kết quả rất cao. Duy nhất có vận động viên Việt Nam phải mất gần 20 phút mới về tới đích trong sự mệt mỏi rõ rệt. Vừa bước lên, cô kiên quyết đòi huy chương vàng. Ban tổ chức ngạc nhiên, nhiều người cười cho là cô có vấn đề. Song trong đơn khiếu nại của cô có đoạn viết: "Thể lệ là bơi bướm, nhưng chỉ mình tôi chấp hành, còn tất cả mọi người đều bơi bằng tay. Như vậy là họ đã phạm quy."